Hi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tý Tiền Tỉ đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của cái series Minecraft sinh tồn trên một block nha các bạn. Tình hình là ở trong những tập trước á, đúng ra là mình đã kết thúc cái series này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình đã cố gắng kéo cho nó thật là dài ra để chúng ta có những cái nghiên cứu rất là hấp dẫn ở trên cái series một block này. Đó chính là cái máy đập đá bằng TNT đó các bạn, để đập một cái block ở chính giữa để chúng ta đưa vào rương. Thì cái thiết kế này rất là điên luôn. Và ở phía bên trên thì mình có một cái chỗ farm cát các bạn, bằng cách là bớt cát từ ở dưới the end lên phía bên trên và nó sẽ spawn cát ở phía bên trên nè, dằn xuống phía bên dưới. Các bạn nào có xem thì biết rồi đúng không? Đấy, nó dằn xuống phía bên dưới. Và ở dưới thì mình có một cái hệ thống lò nung tự động đó các bạn. Thì tạm thời nó cũng đã ngừng hoạt động luôn rồi, bởi vì mình có rất là nhiều kính ở phía bên trong mà mình thấy là sử dụng không hết đấy, cũng như là mở lên nó thì nó rất là lắc, cho nên là mình đã tạm thời tắt nó đi. Và tổng kết lại đó thì chúng ta đã có cho mình những cái cỗ máy, ví dụ như máy phăm sắt nè các bạn. Mình có hai cái máy phăm sắt hai bên để trang trí cho nó cân xứng, cũng như là cái map của mình đẹp hơn. Và một cái máy farm điểm kinh nghiệm, farm zombie đó các bạn, ở ngay chính giữa để chúng ta lấy điểm kinh nghiệm nè. Còn ở phía bên đây thì để mình vô mình tắt cái máy này đi nha. Cái máy này nó rất là ồn luôn nè. Đó, tắt cái máy này đi. Mình rất là thích tắt cái máy này các bạn. Mỗi lần bật lên và tắt cái máy này đó thì nó rất là đã luôn. Đấy, nước nó sẽ bắt đầu rút xuống phía bên dưới và nó sẽ để lộ ra cái phần redstone rất là lằng nhằng ở phía bên trong. Và ở phía bên đây nè các bạn, mình có cho mình một cái chỗ để mà nuôi ong á. Bữa giờ mình không có hâm mấy em ong nữa, để kiểm tra thử nha. Kiểm tra. Wow, cái rương này, cái hopper này của mình nó full luôn các bạn. Mà mình thì cũng chưa biết là làm cái gì với nó, mà mình cũng không có dự án nào để sử dụng cái phần chai mật ong cũng như là cái sáp ong đó. Cho nên là thôi, cứ để như vậy thôi các bạn. Chủ yếu là mình làm cho có cái chỗ farm ong thôi, để nuôi ong thôi. Còn ở phía bên đây là cái chỗ đập đá. Chỗ này là chỗ đập đá bằng tay thôi. Và bên đây thì mình có một cái khu để mình giao dịch nè các bạn. Chắc là trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là trang trí lại cái đảo của mình, cũng như là làm những cái thứ linh tinh mà để cho cái đảo của mình còn thiếu các bạn. Mình cũng như là mình thấy nó chưa có đẹp chỗ nào đó thì mình sẽ sửa sang lại cho nó đẹp hơn nha. Cũng như là bên khu giao dịch này nè. Đấy, cái bên khu giao dịch này mình cần phải sửa lại nè. Ở phía bên trên này nè các bạn, mình còn thiếu cho mình những anh dân làng bán hàng ở phía bên trên này nữa. Đấy, mấy anh dân làng bán hàng ở phía trên này còn slot nè mà chưa có lắp vô ấy, cho nên là lát nữa thì mình sẽ lắp vô nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị một ít vật liệu cái đã, ví dụ như đường ray nè và xe mỏ để vận chuyển những anh dân làng lên phía bên trên. Rồi ok, sau khi mà chế tạo được cho mình 33 cái đường ray đó các bạn, chắc là nhiều lắm rồi. Và giờ thì mình sẽ đi ngủ cái. Và hiện tại là mình đã đào được cho mình là 10.000 các bạn. 10.200 mấy chục block luôn rồi. Đó là 10.300 block ấy. Nhưng mà TNT nó nổ nó không được tính cho mình hay sao ấy, cho nên là cái số đằng sau nó lớn hơn cái số đằng trước luôn. Ở trên này thì mình sẽ vận chuyển cái anh dân làng đó bạn, từ ở phía bên dưới lên phía bên trên này nè. Lần trước thì mình có vận chuyển lên trong thời gian giữa hai tập đấy, mình đã vận chuyển lên phía bên trên này rất là nhiều. Rồi giờ thì mình sẽ chuyển qua phía bên đây luôn. Mình sẽ không sử dụng đường ray tăng tốc đâu mà mình sẽ đẩy bằng tay luôn nha. Và ở đây thì đẩy xuống và anh dân làng sẽ đi vô ngay chỗ này nè. Nhưng mà mình không muốn cho đi vô ngay chỗ này đâu, bởi vì đi ngay chỗ này đó bạn thì có thể dăng vào phía bên đây, và hai anh dân làng đứng một chỗ thì sẽ rất là khó để giao dịch. Cho nên là mình sẽ chuyển qua phía bên chỗ bên đây luôn nha, bằng cách là làm cho mình những cái cầu thang. Chắc là mình sẽ sử dụng cái cầu thang bằng gỗ sim gai này nè, kéo ra luôn để chúng ta dễ dàng dẫn qua và cho anh dân làng đi vào cái cua này nè. Đấy, đi vào trong này và sau đó thì mình sẽ có thể đẩy anh dân làng các bạn từ chỗ này nè qua phía bên đây, đứng ở đây là hợp lý nhất luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển thêm một anh dân làng lên thử nha. Đấy, bằng cách là sử dụng chiếc xe mỏ đẩy xuống phía bên dưới, hy vọng là anh dân làng sẽ leo lên. Đó, anh dân làng đã leo lên rất là đơn giản luôn. Và công việc tiếp theo của mình cần phải làm là đẩy hết những anh dân làng này lên phía bên trên và cho những anh dân làng học nghề giống như vậy nè các bạn. Đấy, để mình kiểm tra xem chúng ta có bán cái sản hay không nha. Ở đây thì mình có cái rìu với cái cuốc không à, không biết là anh dân làng này có bán cái sản hay không, để mình kiểm tra thêm một anh nữa nha. Nếu mà anh này không có bán sản luôn là có thể là sẽ không bao giờ có sản á. Đấy, và anh dân làng vô đúng với vị trí của mình mong muốn rồi đó, nhưng mà ở đây thì mình không có leo lên được, cho nên là chúng ta cần phải leo lên. Ở đây thì anh dân làng đã vô đúng cái chỗ của mình muốn rồi đó các bạn, cho nên là mình sẽ lấy ra để chúng ta đập cái xe mỏ đi nha. Đó, anh dân làng sẽ bị kiểu như là bị đụng đầu ở trên này các bạn, cho nên hơi đau một chút thôi nhưng không sao đâu. Đấy, như vậy là chúng ta đã có anh dân làng đầu tiên và mình sẽ chuyển anh dân làng thứ hai lên. Anh dân làng thứ hai thì cũng làm tương tự như vậy thôi. Và anh dân làng thứ hai thì đơn giản hơn nhiều rồi, chúng ta không cần phải đục thông qua phía bên kia đâu. Và sẽ chuyển lên một anh nữa nha. Một anh bên đây và một anh ở đằng sau nữa là đủ đó bạn. Tại trên này mình cũng không cần quá nhiều dân làng đâu, chủ yếu là đủ giao dịch là được. Và ở đây thì đập ra luôn, đập cái luôn. Đó, thấy anh dân làng bị mất máu một chút là bởi vì đụng đầu ở phía bên trên đó các bạn. chứ không phải là do bị mình đánh đâu nha. Và ở đây thì thêm một chỗ đây nữa là chúng ta sẽ có được thêm một anh dân làng nữa đó. Mình sẽ nhanh chóng chuyển luôn nha. Ok, và sau một hồi chuyển mấy anh dân làng đó các bạn thì mình đã lắp đầy tất cả những anh dân làng rồi. Nhưng mà mấy anh dân làng trên này đó thì học nghề rất là lung tung các bạn. Thì mình nhìn thấy được những cái bàn học nghề của mấy anh dân làng ở phía bên dưới cũng như là ở phía bên kia đó. Thì mấy anh dân làng mới này học nghề rất là lung tung, cho nên là mình đã đập hết tất cả những cái block nghề ra. Đấy, đập hết ra để cầm trong người, không có block nghề nào ở đây hết. Lát nữa mấy anh dân làng này sẽ tự động bỏ nghề và chúng ta sẽ cho mấy anh ấy học nghề mới nha. Còn bây giờ thì trong lúc mà chờ mấy anh ấy học bỏ nghề đó các bạn, thì mình sẽ đi lấy hắc diệm thạch. Lần trước thì mình có làm cho mình một cái chỗ để mà mình làm cửa địa ngục đó bạn. Thì mình có nói là mình sẽ làm thêm một cái ở bên đây nè, cho nên là mình sẽ làm thêm một cái ở đó nữa nha, cho nó cân xứng và đẹp hơn. Bởi vì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng trang trí và cũng như là hoàn thiện cái đảo của mình ấy, cho nên là mình sẽ làm luôn nha. Ở đây thì mình cần có đây đây có đồ đánh lửa nữa là đủ đó các bạn. Và ở phía bên đây thì mình coi coi mình đặt cái cửa ở đâu nè. Cái cửa thì nó ngay cái khớp này, vậy là nó ngay cái khớp này nè các bạn. Đấy, và mình sẽ đặt rồi, chết rồi, mình làm lộ một cục rồi các bạn. Để làm cho nó cân xứng ấy, thì mình sẽ cần phải có cái cục gọi là cái này khói tảo biển thì phải. Khói tảo biển thì mình có trong cái rương của mình á, nhưng mà mình không nhớ là mình đặt ở đâu, cho nên là bây giờ thì mình sẽ tìm lại nha. Đây rồi. Ôi, trong này mình có rất là nhiều tảo biển nè. Và tạm thời thì chắc là mình sẽ cất bớt redstone của mình vô trong này đi, chúng ta không sử dụng mấy bạn, cho nên cất bớt vô nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhanh chóng ra và làm cái cửa giống bên kia luôn nha các bạn. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã có cái cửa rồi đó các bạn. Chỉ cần kích hoạt nó lên một cái thôi là chúng ta sẽ có thêm một cái cửa hai bên. Nó sẽ trở nên cân xứng cái khu vực này hơn, cũng như nó sẽ trở nên đẹp hơn đó các bạn. Đấy, khu vực này như vậy là mình thấy là cũng ổn rồi, cho nên không cần phải trang trí quá nhiều đâu. Và bây giờ thì mình sẽ đi ngủ cho trời sáng. Hy vọng là những anh dân làng ở phía bên kia sẽ bỏ nghề để chúng ta cho mấy anh ấy học nghề mới nha. Học nghề mới cũng như là có thêm anh dân làng ở phía bên trên sẽ đẹp. Và khi mà trời sáng chắc là anh dân làng cũng chưa có bỏ nghề đâu các bạn. Và trong lúc mà chưa có bỏ nghề thì mình có thể chỉnh sửa ở đây một chút. Ở đây thì lần trước mình có cái máy phăm mía này các bạn. Mình đã xây dựng đại thôi để chúng ta có chỗ lấy mía và trao đổi với những anh dân làng á. Chắc là mình cần phải cất bớt đồ vô cũng như là về cái máy phăm mía của mình qua phía bên đây nè bạn. Đấy, ở phía bên trong này thì mình có một cái chỗ để hỏng á bạn, cho nên là đem cái máy phăm mía đặt vào phía bên trong này. Và ở đây thì có 1, 2, 3 đó, 3 ô, và đây cũng có 3 ô luôn. Mình có thể nhét vừa y cái máy phăm mía của mình vô trong này nữa bạn, thấy rất là đẹp luôn ấy. Để ngoài này thấy gớm quá, chắc là phải nhét vô phía bên trong rồi. Nhưng mà mình sẽ đi cất cái phần vật liệu xây dựng của mình không cần thiết vô cái đã nha. Ok, và sau một hồi mình dọn dẹp cái máy phăm mía ở phía bên ngoài đó các bạn, thì mình đã bơi nguyên cái thiết kế vô phía bên trong này cho nó trở nên gọn và đẹp hơn, cũng như là xây dựng phần nóc trang trí lại đó các bạn. Và ở đây thì mình thấy mía nó hơi văng lung tung, cho nên là mình cần phải có cho mình kính để ốp ở phía bên ngoài để che lại nè, cũng như là ốp ở phía bên trên nóc luôn để cho nó đỡ văng lung tung nha. Cũng như là mình đã cho mấy anh dân làng học nghề hết rồi các bạn. Đây, lắp tất cả những cái block nghề vô cho những anh dân làng hết rồi nè. Đấy, tất cả những anh dân làng đã có nghề hết rồi. Đấy, làm đồ da nè các bạn. Đấy, có làm đồ da luôn, nhưng mà mình thấy đồ da không thật sự cần thiết đâu. Mình chỉ làm cho nó đẹp cái hòn đảo của mình lên thôi. Và ở đây mình sẽ ốp kính vô cũng như là ốp ở trên này bằng cái cục gỗ vô vậy nè. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy được phía bên trong. Và ở phía bên trên thì mình thấy là nó có thể văng lên được phía bên trên nữa nè, cho nên là mình sẽ lên phía bên trên này ốp vô luôn nha. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng đá cao cao lên một chút, cũng như là ốp phía bên ngoài này luôn. Đó, vậy là mía của mình nó chỉ có thể rơi hẳn xuống phía bên dưới và sẽ đi vô trong cái hopper của mình và đi vào cái rương một cách rất là an toàn luôn rồi đó. Và ở phía bên trên này thì mình có thể sử dụng cho mình gỗ nè để chúng ta ốp vô nha. Rồi, bây giờ thì còn thiếu đúng một cục nè. Thiếu một cục thì mình sẽ cho cái phiến vô các bạn. Cho cái phiến vô cho nó đẹp luôn nha. Và ở đây thì mình sẽ kéo lên cho mình cái cột lên phía bên trên để chúng ta sẽ đặt cái bàn. Chắc là mình sẽ đi qua phía bên kia, mình lấy cái bàn cường hóa của mình lại đi, cũng như là mình sẽ đập cái kệ sách ra để chúng ta lấy lại sách và chuyển cái bàn cường hóa của mình qua phía bên chỗ đó luôn nha. Còn bây giờ còn một slot nè, thì mình sẽ lấy cái này đi luôn. Ở phía bên trên này chắc là mình sẽ đặt cho ngay giữa, số này là số lẻ nè bạn, cho nên rất là dễ dàng để trang trí luôn. Cho nên là mình sẽ đặt ở chính giữa nha. Và cái máy phăm mía nó chạy nhữ quá, hơi bị lắc một chút các bạn. Các bạn thông cảm nha, do là mình đang bật cái máy phăm mía lên đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có kệ sách. Và kệ sách thì mình sẽ phải đi xuống phía bên dưới để lấy rồi. Mình đập nó ra do là cái rìu của mình đó, nó không có mềm mại, nó chỉ có sửa chữa thôi, cho nên nó ra thành cái quyển sách như vậy hết nè. Và mình cần phải đặt ra. Wow, chắc là thiếu quá các bạn. Thiếu thì mình có thể trao đổi lấy thêm. Mình có ngọc lục bảo nè, qua đây trao đổi luôn nha. Ở đây thì chúng ta có thể lấy được đó, rất là nhiều luôn, bụp một phát. Chúng ta đã có được thêm kệ sách, như vậy là vô tư sử dụng rồi. Và lát nữa chắc mình sẽ dọn những cái block tùm lum tùm la này, những như là cầu thang, và thả những anh dân làng ra luôn nha. Và bây giờ thì nhanh chóng ốp cái chỗ này lại luôn. Và trên này chắc là mình sẽ bọc thành ô vuông này cho nó đẹp bạn. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có được cường quá là cấp độ bỏ cái gì vô để test bây giờ. Bỏ cái này vô hả? À, không được. Kiếm cái gì đây? Chắc là mình phải làm cho mình một cái cây gì đó để test thử, nhưng mà thôi kệ nó như vậy được các bạn. Như vậy là mình nghĩ là mình đã đủ được cấp độ rồi đó, cho nên là mình sẽ kéo những cây cột lên nha. Kéo tất cả những cây cột lên phía bên trên, và mình sẽ kéo lên tầm khoảng 3 ô đấy bạn. Kéo 3 ô rồi sau đó thì mình sẽ xây một cái nóc nhọn lên phía bên trên. Nóc nhọn thì mình thiết kế đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần cái nóc nhọn lên phía bên trên thôi. Rồi ok, sau khi mà mình kéo phần nóc lên đó các bạn, thì mình đã trang trí thêm ở trên này một cái trụ lên cho nó đẹp nè. Đấy, nói chung là xây dựng xương xương hả bạn, cho nó đẹp. Và ở phía bên dưới này thì mình cần phải cắm đốt hấp sáng, cũng như là xây dựng lại phần vách. Bây giờ thì trời tối đó, cho nên là mình sẽ vô trong nhà để đi ngủ, cũng như là lấy cho mình thêm cái gỗ vân sam để chúng ta làm lại cây cột nha. Bằng vách chắc là mình sẽ sử dụng bằng gỗ bạch dương đó bạn. Hiện tại là ở phía bên ngoài đó được thiết kế bằng gỗ bạch dương, cho nên là mình sẽ lấy gỗ bạch dương ra. Trong này mình có khá là nhiều nè, cũng như là lấy thêm cho mình gỗ vân sam để chúng ta kéo cái cây cột hồi nãy mình còn sót các bạn. Đó là chỗ này nè, nó còn sót một cây cột, cho nên là mình sẽ kéo ra luôn nha. Và cầu thang thì mình sẽ đi cầu thang dây để lên phía bên trên đi. Cầu thang dây này nè, đấy, nó có thể đi lên được tới phía bên trên này luôn. Và ở trên này thì mình có rất là nhiều đuốc. Và đây còn thiếu một cái cây nè, kéo lên luôn. Đấy, vậy là chúng ta đã xong rồi. Đập cái này ra luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng gỗ bạch dương để chúng ta ốp hết cái khu vực ở trong này lại luôn nha. Ok, và sau khi mà mình trang trí ốp cái phần vách vô rồi đó các bạn, thì trong này cũng khá là hợp lý. Và mình cũng đã đem những cái quyển sách cường hóa của mình qua phía bên đây, cũng như bên đây thì mình sẽ chứa những cái công cụ đó bạn. Đấy, những cái công cụ mà mình có được. Và đây thì mình có cái rìu chưa cường quá nè các bạn, thì mình sẽ thử luôn nha. Ở đây chúng ta có cấp độ 30, và mình cũng sẽ cường hóa thử luôn. Mình sẽ cất cho mình những cái gì đây, cất đại này vô trong này đi bạn. Bỏ đại vô để mình lấy slot thôi. Hiện tại nãy giờ xây dựng đó các bạn, full tùm lum tùm la hết rồi. Mình sẽ thử xem. Trời ơi, chúng ta có phiếu mãi nè bạn, kinh khủng chưa? Có hiệu suất gia tài và có trầm hỏng luôn. Trời ơi, cường quá chơi thôi mà nó phiếu mãi cho đã ghê luôn á. Và tạm thời mình cất vô. Cái này thì gia tài thì mình có thể để đập những cái kệ sách nữa bạn. Thôi, đập những cái kệ sách, nhưng mà mình không cần thiết đâu. Và bây giờ thì mình sẽ ra phía bên ngoài. Ở đây chắc là mình cần phải làm cho mình một cái cửa nữa các bạn. Cái cửa thì trong này mình có cái bàn chế tạo nè. Đấy, lúc nào mình cũng có bàn chế tạo trên người hết. Chúng ta sẽ chế tạo một cái cửa để mình đặt ra và đi ra đi vô nha. Đấy, ở phía bên trên này thêm một block nữa. Rồi, vậy là chúng ta có cái cửa để đi ra đi vô là hợp lý rồi đó. Cường quá ở trên cao luôn, nhân phẩm sẽ tăng cao nha các bạn. Chưa hết mà mình cường quá cái rìu và được cấp độ phiếu mãi tùm lum tùm la hết luôn. Xịn thiệt sự luôn á. Ở đây thì mình sẽ đập ra cho mình những cái chỗ này ra, cũng như là những cái đường ray, dọn dẹp lại luôn nha. Và đập cái hàng rào này ra để thả mấy anh dân làng nha. Còn mấy anh dân làng ở phía ở trong này nè bạn, là đảm nhiệm cái nhiệm vụ là sinh sản, cho nên là mình sẽ không thả ra nha. Ở trong đó mấy anh ấy sẽ tự farm, tự sinh sản ra, nhân giống cái ngôi làng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái kiểu như một cái sàn đó bạn, cho mấy anh dân làng tự động sinh sản nha. Anh dân làng sẽ tăng dân số lên từ cái đảo này sẽ rất là nhiều luôn ấy. Và ở phía bên dưới này thì mấy dân làng không có đi lên phía bên trên được nè, do là có cái xô nước ở đây, cho nên là mình sẽ đó, chúng ta có tấm bảng và lắp vô ở chỗ này nè và trên này một cái nữa. Đó, như vậy nước sẽ tắt đi và mấy anh dân làng đi ra phía bên ngoài này. Khi mà lấn ra phía bên ngoài á, đụng vô nước, đụng vô cái ô nước này thì có thể bơi lên phía bên trên. Nói chung là số lượng dân làng ở bên dưới cần phải có nhiều thì mới được. Kệ mấy anh dân làng đi, tự mấy anh dân làng sẽ leo lên phía bên trên nha. Và ở đây còn sót nè, mình sẽ lấy lại luôn. Sau khi mà thả mấy anh dân làng ra đó các bạn, thì bây giờ thì mình sẽ quyết định là sử dụng cái khu vực của mấy anh dân làng để mình trồng cây luôn nha. Ở đây thì mình sẽ trồng cây ở đây một ô nè. Đấy, chúng ta sẽ biến chỗ này thành một cái chỗ để mà trồng cây. Trồng cây thì bên đây mình sẽ trồng toàn bộ bằng gỗ vân sam đi. Ở đây là số lẻ, nhưng mà cái khu trồng cây của mình á là số 2, 2 block, 4 block các bạn. Cho nên là phải đặt lệch qua một chút như vậy đó. Và bên đây thì cũng cho nó lệch qua một chút luôn. Đây, công việc tiếp theo của mình cần phải làm các bạn là mình sẽ lên trên chỗ cái máy phăm sắt của mình để chúng ta ốp cái kính ở phía đằng sau đấy. Kính thì mình có lấy ra cho mình ở đây nè. Ôi, kính ở đây nhưng mà ít lắm, mình cần phải lấy thêm trong cái lò nấu của mình ra. Cũng như là mình sẽ lấy cái màu xương rồng. Lần trước mình nhuộm hình như là còn dư ở phía bên trên này thì phải. Ở đây nè bạn, đó ở đây còn nè. Và trên này thì mình còn nấu hết xương rồng rồi các bạn. Bên đây mình còn nè, bên đây còn rất là nhiều luôn. Chúng ta có thể lấy ra để chế tạo thêm màu nhuộm nha. Thuốc nhuộm thì chúng ta có thể sử dụng bột xương nè. Đấy, quất cái bột xương này cho nó nhanh, bột một cái chúng ta sẽ có màu nhuộm. Bỏ vô đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thuốc nhuộm luôn. Và mình sẽ lấy kính và cất bớt đồ của mình vô trong rương cái đã, cũng như mình sẽ đi ngủ nha. Ok, và sau khi đi ngủ xong đó các bạn thì mình cũng đã dọn dẹp cho mình cái rương đồ cũng như là có đã rất là nhiều màu rồi. Bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta chỉ cần lấy kính ra thôi bạn. Lấy kính ra và nhuộm lại thôi. Bụp một cái nữa. Đấy, chúng ta đã có rất là nhiều luôn rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần chạy lên phía bên trên và mình sẽ ốp ở phía bên đây trước đấy bạn. Ốp cái phía bên đây trước rồi sau đó thì mình sẽ ốp phía bên kia luôn nha. Ở phía bên trên này thì mình đã ốp cho mình những cái phiến vô nữa bạn. Đấy, cái phiến vô đây hết rồi cho nên là bây giờ phải đập hết ra để chúng ta sẽ lắp kính vô nha. Kính thì nó sẽ lắp được phía bên dưới này nè. Nếu như mà mình không có đập ra đó bạn thì kính nó lơ lửng như vậy thì rất là kỳ. Cho nên là mình sẽ ốp lại luôn nha. Và nhanh chóng ốp hết bên đây cũng như là ở phía bên kia luôn nha. Ok, và sau một hồi cũng khá là nhanh các bạn, mình đã ốp hết phần kính cho cái vách ở bên đây rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần đập ra thôi. Đấy, chúng ta sẽ bay xuống phía bên dưới và nhặt lại cục kính. Như vậy là mình đã tạm thời hoàn thành được cái máy phăm sắt ở phía bên này rồi các bạn. Trang trí cũng khá là đẹp rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi qua phía bên kia. Chúng ta chỉ còn lại cho mình một cái ở phía bên đây nữa thôi. Cũng cái phần kính đó đó bạn. Và ở đây thì, ở đây thì sắt các bạn. Ở phía bên này nè. Ở phía bên cái máy bên đây thì sắt nó bị full cho nên là mình sẽ nhục bớt cái phần hoa ra phía bên ngoài đi. Nó bị full cho nên là sắt nó sẽ bị kiểu như nó sẽ nằm ở phía bên trên các bạn. Nó không có khu vô hopper được á. Cho nên là mình sẽ chia nó ra như vậy nè. Để cho nó hưu toàn bộ sắt vô nha. Cũng như là những cái bông hoa thì sẽ bị dướng lại ở đây. Dục ra đi. Trời ơi, full trong này luôn. Ghê thiệt chứ. Và ở đây thì mình cũng sẽ... mới có tiếng golem mới xèo một cái. Mình mới nghe. Chắc là tiếng nhỏ quá các bạn không nghe đâu. Mình nghe được. Do là mình mở cái tai nghe lớn lên đó bạn. Mình nghe được, các bạn không nghe. Nói chung là mới có anh golem chết đấy. Và ở đây thì mình cũng sẽ ốp lại luôn, kính lại luôn nha. Nhanh chóng ốp kính là hết ở đây luôn. Rồi ok, cuối cùng là chúng ta đã hoàn thành được cái phần kính ở phía đằng sau. Và có một anh golem đang được xử lý các bạn. Đang xây dựng tự nhiên nghe bùm 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 ở phía đằng sau. Và xèo một cái chúng ta đã có sắt ở phía bên dưới. Cái rương này đã bị full đó bạn cho nên dục nãy giờ nó chưa debone đi nè. Dục cái phần hoa ra đó. Và trong này thì có rất là nhiều sắt. Hoa ở đây nữa nè. Ở đây thì mình sẽ dục ra phía bên ngoài luôn đi. Để cho nó đỡ chặt rương của mình nha. Và cái phần sắt thì có thể bị mất đi khi mà full rương ấy. Nhưng mà không sao đâu, kệ đi. Mình có quá nhiều sắt rồi cho nên không thật sự cần thiết nữa đâu. Vậy là chúng ta đã xong được hai cái máy phăm sắt rồi đó bạn. Trang trí được hai cái máy phăm sắt. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi kiểm tra xem coi chỗ nào còn xấu nữa thì mình sẽ sửa lại luôn nha. Chúng ta bây giờ thì mình thấy ở phía bên trên đó các bạn. Đấy, mình thấy ở phía bên trên có cái cục đá vuông vuông chỗ mà spawn cục cát á thì nó rất là xấu cho nên là mình sẽ sử dụng kính nè. Đấy, lấy kính ra, mình lấy nhiều một chút để bạn. Để mất công nó thiếu nữa. Thà là dư mình cất vô chứ còn nó thiếu mất công xuống lấy lắm. Và cũng như là mình lấy thêm cho mình phần gạch đá ra để chúng ta đem lên phía bên trên trang trí lại cái phần ở phía bên trên nha, cho đẹp. Và đây thì mình sẽ sử dụng gạch đá bằng nước đi. Gạch đá bị nước cho đẹp các bạn. Đấy, bay lên phía bên trên để nguyên cái cục đá vuông như vậy thì nó xấu quá. Cho nên là mình cần phải trang trí lại một chút ở đây. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng gạch đá. Gạch đá thì gạch đá bị nứt nè. Mình sẽ kéo ra cho mình khoảng đâu đó là khoảng thêm một ô nữa nè. Đó, thêm một ô nữa thì mình sẽ cố gắng làm cho nó kiểu như nó tròn tròn ở trên này lại đó bạn. Nó hơi tròn lại một chút thôi cũng được. Và đây thì mình sẽ ra cho mình là hai ô như vậy. Và chúng ta sẽ ra cho mình vậy. Ở đây thì mình sẽ bọc lại luôn. Bọc lại như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái chỗ như vậy nè. Đó, và phía bên chính giữa này thì mình có thể đập bỏ đi cũng được. Nhưng mà mình sẽ làm cho nó kiểu như nó chỗ này cho nó xong cái đi. Rồi mình sẽ đập bỏ cái phần giữa đi để chúng ta ốp cái phần kính vô nha. Và kính thì mình cũng sẽ kéo ra ở phía bên trong này luôn. Cho chỗ này nó xanh xanh một chút. Đấy, cái đèn của mình nó sẽ đi xuyên qua chỗ này. Nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, và ở đây thì chúng ta còn một vài cục kính nữa thôi. Xong. Và trên này thì mình có thể cắm đuốc các bạn. Cắm đuốc ở bốn góc chứ không là mấy trên cái khối đá này nè. Nó có thể spawn ra mấy con quái đó. Nó nhảy lầu xuống phía bên dưới là mệt lắm. Và ở đây thì chúng ta đứng ngắm nhìn xuống phía bên dưới xem. Ở trên này thì cái góc này cũng khá là ổn nhưng mà nó không có bao quát được hết cái đảo của mình đó các bạn. Và mình đã trồng những cái cây lên kìa. Đó, những cái cây nó cũng đã mọc lên rất là cao luôn. Và bây giờ thì chắc là mình cũng đã tạm thời hoàn thiện rồi đó bạn. Bây giờ thì mình sẽ bay ra phía bên ngoài để chúng ta kiểm tra thử nha. Xem cái hòn đảo của mình phía từ xa xa thì sao. Bay lên cao thì nó không có đứng cái góc im để nhìn được. Chắc là mình sẽ sử dụng kính đó bạn. Mình sẽ sử dụng kính từ ở chỗ này đi. Kính từ chỗ rùa của mình đó bạn. Mình sẽ kéo một cái ô lên tuốt lên phía bên trên thật là cao lên phía bên trên để chúng ta ngắm nhìn từ phía bên trên cao cho coi nó có đẹp hay không nha. Ok, và sau một hồi mình kéo cái kính lên phía bên trên đó các bạn thì nhìn xuống phía bên dưới. Wow, rất là đẹp luôn. Cái hòn đảo của mình đã dày công xây dựng cũng rất là lâu luôn bạn. Tới tập ngày hôm nay chắc là cũng tập 20 rồi bạn, 19 hay là 20 gì đó mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cũng đã khá là một cái series cũng khá là dài rồi. Và mình thấy hình như cái mob farm của mình nó còn thiếu một cái phiến gỗ thì phải. Phiến gỗ thì đây mình không có, chắc là mình cần phải bay xuống phía bên dưới đi. Mình đã làm cái sàn ở phía bên trên rồi, cho nên là chúng ta có thể bay lên bay xuống rất là dễ dàng. Mình sẽ xuống phía bên dưới để mình lấy thêm cho mình một cái phiến gỗ lên trên để mình ốp vô nha, ốp vô cho nó hoàn thiện luôn. Cũng như là mình thấy hình như là nó còn thiếu cho mình cái cục ở đây nè. Đấy, cái cục gỗ văng sam nữa. Thì mình sẽ lấy thêm cho mình gỗ văng sam với lại cái phiến luôn. Đây, phiến đây. Và gỗ văng sam thì đây mình có luôn. Và mình sẽ bay lên. Chúng ta có cánh rồi cho nên là cũng công việc ở đây khá là đơn giản, chỉ việc bay lên bay xuống. Và ở đây thì lấy cái phiến ra ốp vô luôn. Và bên đây thì mình cũng sẽ ốp lại luôn cho nó đẹp luôn nha. Ở đây thì chúng ta chỉ việc đào xuống phía bên dưới và đừng để té xuống phía bên dưới luôn nha. Ở đây thì đã. Tới đây thì mình sẽ kéo lên phía bên trên là nó sẽ cho mình một cái sọc rất là đẹp. Ở đây thì kiểm tra là thật kỹ lưỡng nha. Thì đúng rồi đó các bạn. Đúng rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ bay lên phía bên trên để chúng ta đứng ngắm nhìn lại một lần nữa. Và bay cho ngay nha, cho ngay một chút. Oh, thôi hụt rồi. Trời, dở quá, gà quá. Rồi hụt nữa rồi. hơi khó. Ở đây không quen, không nhìn thấy được các bạn. Đó, kìa, cúi đầu xuống cái hiện hơi quá cho nên là bay xa xa một chút vậy nè. À, đáp xuống cho nó dễ nha, cúi xuống nè. Và quay. Đấy, vô ngay rồi đó. Sau một hồi bay thì cuối cùng cũng bay vô được. Rồi, ok, sau một hồi đứng ngắm nhìn đó các bạn thì cuối cùng chúng ta cũng đành phải nói tới lời tạm biệt cái series Minecraft sinh tồn trên một blog này thôi. Nhưng mà trước khi nói lời tạm biệt đó thì mình sẽ tổng kết lại một chút. Chúng ta có được rất là nhiều tiện nghi ở trên cái một blog bạn. Từ một blog thì mình đã xây dựng ra được rất là nhiều và tạo ra được rất là nhiều tiện nghi. Ví dụ như máy farm sắt nè các bạn. Đấy, chúng ta có hai bên và một cái máy farm điểm kinh nghiệm để lấy thịt zombie nè, cũng như lấy điểm kinh nghiệm để cường hóa đầu cho mình. Và chúng ta có chỗ để farm cát nè, farm ở dưới DN đó bạn, farm cát. Và thậm chí là có một cái lò nấu tự động ở phía bên kia để chúng ta nấu kính. Và một cái dự án rất là điên luôn đó chính là máy đập đá tự động để đập một block để chúng ta có thật là nhiều vật liệu xây dựng đó các bạn. Cũng như là chúng ta có chỗ farm nấm nè, farm những cái cây ở dưới DN nè. Và có một cái chỗ để giao dịch với những anh dân làng nữa các bạn. Ở đây nè. Và bên đây thì có một cái khu để sinh sản dân làng. Và bên đây là có một cái khu để nuôi động vật. Và bên đây là một cái chỗ để mà mình nuôi ong đó bạn, nuôi ong lấy mật các kiểu. Và chỗ này là cái chỗ mà mình đào đá, khai thác đá, lấy đá cuội đó các bạn. Và nói chung là chỉ có như vậy thôi. Và trong cái series này thì mình cũng đã cố gắng kéo cho nó dài ra rất là dài luôn rồi. Và cũng như là trong tập ngày hôm nay thì những tập tiếp theo thì mình cũng không biết làm gì ấy, cho nên là đành phải tạm dừng nó tại đây, kết thúc cái series này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì hãy ủng hộ mình lần cuối cho cái series này bằng cách để lại cho mình một like, một share cho video. Cũng như là bạn nào có ý tưởng cho những cái series tiếp theo hấp dẫn và thú vị đó thì hãy để lại cho mình phần bình luận ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.